Các bạn thân mến, đây là thành phố Long Khánh à, đây là các bạn thấy không, hội chợ hoa xuân thành phố Long Khánh năm 2021. Thì ở bên kia đường á là một khu cũng hoa, và đối diện là mai rất là nhiều nha. Bên này là rừng mai luôn. Giờ trước tiên chúng ta qua chúng ta tham quan thử cái phía bên hoa, cái bên hoa cúc đó. Rồi chúng ta mới đi đến bên mai. Giờ mình nổ máy xe lên. Rồi xem thử coi ở đây năm nay họ bán cái gì nha. Em thấy ở đây là đó, hoa cúc nè. Quá trời quá đất. Đợi chút. Rồi quá trời là hoa luôn các bạn thấy không? Hoa cúc là nhiều, hoa hương dương, hoa mồng gà. Kính thưa các loại hoa. Đó, quá trời. Đây, hoa mặt trời. Rồi đây mình thấy có quýt tắc nè. Đây quất. Rồi hoa cúc, năm nay hoa cúc nhiều quá, Covid mà kiểu này thôi chứ. Người ta mua chắc nhiều lắm, mua ở nhà ngồi ngắm thôi. Đây nữa. Quá trời là hoa. Quay phim. Ồ, hoa cúc chậu quá trời luôn. À, chậu này bây giờ mình bán khoảng bao nhiêu tiền chậu em ơi? Hả? 1,7 triệu một cặp hả? À. Hả? À, cúc đại đó. Cúc nè. À, 1,7 triệu một cặp. À. Một chậu thì bao nhiêu? À, lấy một cặp em để chị sống. À vậy hả? Để anh đi vòng cái đã, anh quay phim cái đã nha. Rồi. À, quá trời. Đây. Cúc đại đóa, rồi cúc nó mâm xôi. Mâm xôi quá trời. Lan nữa. Ồ, bông đẹp quá, bông đẹp quá, bông đẹp quá. Ờ, tắt đồ nữa, bông hồng Long Khánh quê mình nha. Cúc đại đó rất là nhiều ha, rất là nhiều, bán rất là nhiều chậu ha, hoa vạn thọ. Hoa giấy nè. Quá trời, quá trời.
ớt thôi nhé. Lan đẹp quá, lan dữ dội chứ. Mặt trời. Quay phim hả chú? Hả, quay phim. Hả, quen người luôn hả? Hả, mở cái khẩu trang ra. À, mở khẩu trang ra à. Rồi rất là nhiều ha. Cái cây kia là cái cây gì đó? Đào Trung Quốc hả? Cái hoa này nó là giả hay thiệt vậy? À, thiệt hả? Cái này của ở đâu? Trung Quốc hả? Ngoài Bắc á hả? Là kêu bằng cái cây gì? Nụ tâm xuân hả? Ô hay quá ta. Ồ, lần đầu mới biết bên kia nó mở nhạc rồi. Nó chính mà. Ồ, bao nhiêu tiền một chậu này? Là tiền giá. À, tiền giá, thí dụ như chậu này. Lúc này là 500. 500. Chậu kia. Này cao. Là 800 ạ. 800 à? À. Rẻ dữ ta. Có 500 đồng, 800 đồng chậu hả? Đó, giúp hả? À, à, đẹp quá trời đẹp, nhìn cứ tưởng giả không mà ra thật. À rồi, à, à rồi, cảm ơn rất nhiều nha. Này, lý do tụi con làm để tặng thôi. Ủa, làm để tặng thôi hả? À. Là hoa sen bình an. À. Có chín chữ bình an là pháp luân đại pháp hỏi trên thiền nhãn hảo. À, rồi rồi, cảm ơn con nha. Ủa, tặng không hả? Rồi chú không mua đồ của con rồi là sao? Không, con chỉ tặng một ai đi qua một tặng. À vậy hả? Rồi cảm ơn cháu rất nhiều nha. Dạ. Rồi. Là chú có người quen, chú giới thiệu. Rồi rồi, chú sẽ giới thiệu tới đây lấy hoa nha. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi. À.